Chào mừng các bác anh em đã quay trở lại với Tùng Audio Hải Dương. Bên cả anh em về thêm dòng mic JBL KM-C8 đây anh em ơi. Lâu lắm rồi bên em mới về dòng mic này. Một dòng mic không dây giá rẻ cực kỳ chất lượng, và bên em Tùng đang bán với mức giá khuyến mại tốt nhất cho anh em 1 triệu đồng JBL KM-C8. Và ngày hôm nay thì cùng với em trải nghiệm lô hàng mới mẫu mic không dây được rất nhiều anh em đánh giá cao bên Tùng Audio đây. Giá rẻ vô cùng chất lượng, và cùng với em đập hộp và trải nghiệm lô hàng mới nào. Em hy vọng là các bạn anh em nào đang có nhu cầu về những cái dòng mic không dây, chúng ta muốn trải nghiệm những chất lượng âm thanh của những dòng mic không dây giá rẻ tốt, hay đến với Tùng Audio. Chắc hẳn là anh em cũng đã biết qua phiên bản này rồi. Nếu như anh em nào đã đăng ký và theo dõi kênh em Tùng, biết qua phiên bản này rất là lâu rồi, với em bán cực kỳ là chạy hàng. Có thời điểm nó về hàng trăm bộ mà anh em mua trong khoảng tầm một tuần thôi. Và hôm nay thì bên em bắt đầu về hàng với JBL KM-C8 rồi. Anh nào có nhu cầu hãy liên hệ Tùng Audio theo số điện thoại dưới màn hình nhá. Và các bác xem ạ, tất cả linh kiện của JBL KM-C8 đi kèm ở trong hộp sẽ có đầy đủ như thế này để các bác mình có thể kiểm tra ngay. Chúng ta sẽ có là gì ạ? Hai tay mic này. Em tháo luôn phần ni lông ra để các bác anh em kiểm tra phần tay mic cho em ạ. Tay mic của JBL KM-C8 được thiết kế theo kiểu dáng công nghệ nhé, rất là đẹp mắt đúng không ạ? Đế mic rất là dài này, độ lặng ổn định này, chúng ta cầm lên chúng ta sẽ thấy độ tự tin ngay với cái dòng mic như này, bởi vì cái thiết kế ở phần đuôi nó làm bằng kim loại anh em nhé, rất là lặng. Đấy. Tiếp theo nữa là khi chúng ta sử dụng những cái dòng mic mà đế tay thon này, chúng ta có thể là hoàn toàn tự tin lên tông giọng của mình một cách dễ dàng nhất. Khi chúng ta sử dụng thì có đầy đủ các linh kiện như là sạc vào bộ đồ thu này các bác ơi. Chúng ta cắm trực tiếp vào nguồn điện 220V nhé, và sẽ có một cái đầu như này để chúng ta cắm vào bộ đồ thu. Hơn nữa là có dây 6 ly cho anh em ạ. Và cái phần quay sách ở mặt trước để chúng ta có thể bắt vào tủ đồ một cách đơn giản dễ dàng nhất. Đây là bộ đồ thu của JBL KM-C8, hàng nhập khẩu loại 1 bên em. Các lưu ý rằng nhá, ở trên thị trường có cái phiên bản này bán rồi, và em cũng đã báo cho anh em rất là nhiều rồi. Bản bên em đang là bản chuẩn nhất cho các bạn anh em lựa chọn. Bản em ấy thì anh em có thể sử dụng được hai cái nút set, tức là chúng ta có thể chuyển được cái chế độ tần số khác nhau, chúng ta có thể set được lại tần số, và chúng ta có thể tăng giảm âm lượng một cách tùy ý. Còn những cái bản mà kém hơn thì thường thường là nó sẽ ở hết chế độ mặc định rồi, không thể cài được bất kỳ một cái tính năng gì. Để các bác nhớ cho em ạ. Và đây, bộ đồ thu của JBL KM-C8 với việc sử dụng hai dây anten phía sau đây nhá, bắt sóng xa lên tới hơn 60m anh em ơi. Em cũng đã làm video thực tế của dòng này rồi, bắt sóng cực kỳ xa luôn. So với những cái dòng mic bên em bán 10.7 triệu hoặc là thậm chí là 2 triệu đồng thì không hề kém cạnh về độ bắt sóng xa với JBL KM-C8 nhé. Có đường dây ca lông, có đường dây 6 ly, dây cắm nguồn em cắm trực tiếp vào đây để chúng ta ghép với bất kỳ thiết bị nào. Ok, và quá đẹp mắt rồi. Hôm nay thì bên em về được hàng rất là tốt, rất là tuyệt vời. Bởi cái dòng này thì em cũng cố gắng lắm mới về được hàng thôi để phục vụ anh em. Em đã có nhu cầu với một trong những cái dòng mic không dây bản tốt và chất lượng giá rẻ, hãy đến với Tùng Audio lựa chọn ngay JBL KM-C8. Và video của em xin dừng lại tại đây. Lại tất cả các bác anh em ở những video tiếp theo của Tùng Audio nhé. Xin chào.